Nếu các bạn có nhu cầu mua ạc Robux, nạp Robux giá rẻ, hãy truy cập robux.shop, đường link mình sẽ để ở phần mô tả video nha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Bé. Ngày hôm nay mình được bạn là Teresa Sota gửi cho mình cái map đường tới Ánh Dương rồi này. Map Bắc Cua phải, ui, nhìn trong cả bìa trông phải xây đẹp vậy ta. ID đấy là 27800860. À, hóa ra là ông này là cái ông xây cái map Bắc Cua giờ bây gì à? Ôi, map này mình vẫn chưa phá đạn bật ạ. Map này khá là khoai chứ, giải mã thứ rất là thú vị bạn ạ. Ok, ngày hôm nay trải nghiệm xem cái map Bắc Cua đường từ Ánh Dương của bạn Teresa này, xem là chơi như nào. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ mẹ bè bạn nhé. Mời xây phụ bất thứ này. Map 40 level rồi, chúc bạn chơi vẻ Maratep 100% qua độ. Ok bạn ơi, rồi bắt phải coi xem đường nhảy nào là mở 20 người được không ta. Nghe nói ra này, ủa sao không lưu sinh, không có đây điểm lưu sinh có đâu. Bắt đây đây đây, nên nắm bắt này sao này, bốc cười tổng rộng chứ. Làm tí 20 người bắt đầu vô luôn. Mà dạo này nghe nói là mở lên thông đông người bị lỗi của chuyển bấm không được bạn ạ. Thế cũng là lạ bạn ơi, chả biết thế nào bạn ạ. Ok, mình di chuyển trước bạn ơi, di chuyển trước, đi trước, nhanh. Bấm bắt được luôn bạn ơi. Alo, anh nghe trên phòng nghe rõ không nhở? Các bạn trên phòng nghe rõ thì cho sim phím số 3 nè bạn ơi. Rồi, tạm biệt, để đông rủ. Ôi gì cắt thiệt. À, đi trước thì không chắc được bạn ơi. Chạy trước, đưa bây giờ. Alo, anh nghe trên phòng nghe rõ thì bấm phím số 3 nè. Ủa sao không anh nghe rõ à? Rồi xong rồi, hình như là Bích bị lỗi bạn hay gì bạn ạ. Chắc là Bích bị lỗi, anh nghe rồi này, đây. Âm số 3 nào, anh em nghe số 3 nào. Ok, đều rồi, ok, biết rồi nha. Rồi, map này là map Bắc Cua đường tới Ánh Dương. Không biết Ánh Dương là như nào nữa. Ôi, bây giờ khá đẹp một chút nữa, mình phải tăng tầm nhìn tí mà thôi, sợ lắc quá. Trời khá là bựa bạn ạ, nhìn khá là ngầu, khá là đẹp rồi. Tôi sẽ tự tìm một, tôi tăng thêm một lần tầm nhìn nữa, lên xa luôn. Đó, hình như mở lên thông liên quan được nhỉ, ha. Mà mở lên thông thì liên quan quá đến việc tăng tầm nhìn ta, mình quên mất rồi nè. Cũng vậy à, cũng chả hơn mấy, thôi kệ đi. Để tầm nhìn bình thường. Lát thì anh bình thường, chủ phòng mượt, ok chua. Liên thông lát là do bộ này liên thông điểm sao chứ. Ê, anh bình thường này, chủ phòng vẫn ok la này, vẫn chơi rất là ok này. Vẫn 700 FPS này, chơi rất là... Ôi! Inoko tự tấn công Inoko, ủa lát à? Hay bị gì ấy? Sao Inoko lại tự tấn công Inoko vậy? À mà. Cái bữa em không phải đây gọi shop DV mà ta. Tôi rất là cứ tắt cái bên đây, tắt cái tấn công người chơi đã để cho an toàn. Nhắm vào tấn công sinh vật. Tấn công người chơi. Ok rồi. Cái bạn ơi, tiếp nào. Bữa này không thể đánh số level nào. Không biết là level bao nhiêu. Trọng lực mấy á, anh cũng chẳng biết hết. Nhảy hơi cao cao. Như kiểu trọng lực 0.9 hay 0.8 thì không biết. Cảm giác trẻ có vẻ hơi cao hơn một chút so với bình thường. Trọng lượng mấy quan trọng gì, cứ nhảy đi. 10 FPS đấy, dạo này hình như lên thâm mở bị lag hay sao á. Do mở 20 người, không biết là mở 10 người như nào. Ông nào bị lag bật số 1 nào? Ai bị lag bật số 1, ai không lag bật số 2 nào? Ai bị lag số 1, ai không lag số 2. Đấy, cũng có người lag không lag có thể chúng hay xuân hơi à. Chắc cũng hay xuân mà nè. Ông nào chơi PE số 1, ông nào chơi PC số 2 nào? PE số 1, PC số 2. À, có vẻ như là các bạn lag ở đa phần là chơi PE. Chắc là lag ở PE, lag hay sao? Chắc là lag ở dòng PE rồi. Chắc là vậy rồi. Chắc là bot này liên thông PE bị lag, còn bình thường là PC thì bình thường. PC 30 củ có hình gì đọc lên nào? Có hình gì? Cấu hình PC 30 củ đọc lên nào? Dùng chip gì? Dùng RAM bao nhiêu RAM? Cảm hình là gì? Đọc lên thêm nào? Đọc tên cấu hình như nào? Nghe nói PC 30 củ. Nói chung là nếu mà PC 30 củ mới mua thì ngon. Nếu mà ngày xưa 30 củ bình thường vậy nè, 30 củ mà mua 5 năm trước thì gọi là bình thường đúng không? Đấy, quan trọng là 30 củ ở thời điểm nào? 30 củ mới mua cái đây vài tháng nó khác với thời điểm 30 củ 5 năm trước các bạn nhá. Kể cả 30 củ năm ngoái với cả 30 củ năm nay nó khác nhau một trời một vực bạn ạ. Tôi đảm bảo luôn. Đó. Ví dụ như là các bạn mua cái PC 60 triệu năm ngoái thì bây giờ năm nay các bạn mua cho bằng nửa giá. Đấy. Thật luôn. Đấy. Năm ngoái bạn mua PC 60 triệu thì năm nay các bạn mua cho tầm khoảng 40 triệu, 30 triệu ở cùng. Đồ điện tử mà. Và thậm chí các bạn mua cái PC 100 triệu vào thời điểm 2021. Đấy. 2021 các bạn mua PC 100 triệu
Thì bây giờ các bạn mua chắc là tầm khoảng là 40 triệu, 50 triệu là cùng. Đó, thế thôi. Đấy. Chắc mình cũng vậy à. Đồ điện tử nó rớt giá nhanh lắm, cho nên là anh em phải thời điểm nào nữa. Mua PC 100 triệu thời điểm bây giờ với cả thời điểm 3 năm trước nó khác nhau nhiều. 3 năm trước mua PC 100 triệu chắc giờ còn 20. Bây giờ còn 20 triệu bạn ạ, nó rớt giá kinh lắm. Đồ điện tử update chưa kể thời điểm đấy là thời điểm mấy ông đào Bitcoin thứ châu cầy nhiều lắm đấy. Chưa kể thời điểm đại dịch nữa, thời điểm dịch Covid các thứ nữa, hàng nó khan hiếm á. Thành ra cái giá PC đắt lắm bạn ạ. Giá PC thời đấy 100 triệu chắc bây giờ mua còn 30. Với thời đấy đội giá lên kinh lắm. Có khi bây giờ còn 30 bạn ơi. Ok lên rồi nè. Tôi vẫn nhớ cái cả màn hình đợt đấy ông các ông chém bán giá 30 triệu một cái, bây giờ mua còn 10 triệu. Mới có hơn 5 năm rưỡi 2 năm chứ đâu. Xuống giá nhanh lắm. Anh nhớ anh mua là tầm khoảng là tháng 9, tháng 10, 2021. Mua tất tổng cộng là 120 triệu. Đấy, tất tần tật 120 triệu vào thời điểm tháng 9, 2021. Thì bây giờ chắc là căng lắm, còn 60 triệu được cùng đó. Cho một còn nửa giá đi. Chắc một còn 60 triệu được cùng đến mấy. Tính cho nửa giá mà. 60 triệu là căng đét, 50 triệu cùng chắc 50 thôi, rồi còn 50. Bây giờ mà thời điểm đấy là dịch nhá. Thì anh mua thời điểm đại dịch đấy, vẫn còn dịch bệnh, rồi là đợt đấy là người nhà nhà còn đào Bitcoin nhiều đấy, anh em chắc nghe từ đào Bitcoin rồi biết đúng không, nó mua cả màn hình về đào Bitcoin nhiều cho nên giá nó đắt lắm. Chứ chả có phải tăng đâu. Đợt đấy 120 triệu đợt đấy, chưa kể bây giờ linh kiện mới ra đời linh kiện cũ xuống giá nữa cái, thành ra giờ chắc mua mới còn 50 triệu căng à. 30 triệu có hình gì nọc lên nữa nào, 30 triệu có hình gì chứ. Lỡ chẳng may i9 1 à ngon. i9 sao không mua k mua f à, mua k mua f đi, mua k đi. Đường này sao mà đi trước mình à, ghê vậy. Mình không biết là mình có đang đi đúng đường không bạn ơi, không thể có nhấn level cái hình gì, xe cái bậc hình gì. Ôi, đợt Tết mà mua 11.900 là cũng hơi bị cũ ở đây nhở. Đợt Tết đúng rồi, mua 12.900 chứ. Mua 11.000 là đời hơi sâu đấy. Quan trọng là cái bài hình gì này đấy. Chốt lại cái bài hình gì là xem là đoán đúng giá không này đấy. Check xem cái bài hình gì. Lên. Ok này, đó. Ok, 30 triệu là có kèm màn hình không hay chỉ cái cây không? Hay chỉ cái cây không thôi? Đấy, có kèm màn hình hay là chuột chất bàn phím hay không? Ấy, cây gì bỉ đấy? Sao bao nhiêu đường không đi còn đẩy người ta xuống như nào? What the hell? Ấy, chích vàng! Thế như nào đấy? Chích vàng! Thế như nào vậy? What the hell? Ông mà chơi kỳ vậy? Bao nhiêu đường không nhảy bắt lạ thế nữa, tự nhiên nó cứ phải lao vào cái chỗ mẹ bé bạn ạ. Đây đường bên này không đi này, sao cứ đi vào đường bên này làm gì không biết, lạ thật sự bạn ạ. Cay thế nữa, bên này không không được. Ủa sao ta, ủa sao nhỉ, khoan 3.000 mấy, 3.600 với 3.900, nó 3060 3090 tranh nhau nhiều chứ. Khoan, đường nào vậy? Ủa, thì đúng rồi, bên đi bám đấy mà, đây là bám ông là để anh á, ông là để anh á, cay thực sự luôn, đang nhảy, nó không lên được à? Ơ không bắn, bắn không dính này. Alo, anh nghe rõ không nhở? Nghe rõ bật số 4 nữa nào. Tắt đâu mà tắt, tắt đâu. Mọi người kêu là mic bị lỗi này. Chết rồi, sao rồi? Ôi, không xài đâu, sao không lên được? Cái này không lên được là sao nhở? Ủa, sao ta?
Anh em nghe tôi nói không? Đó. Ủa, mic bị lỗi à? Không được à? Ơ, lag à? Ơ, xong rồi. Lag rồi. Ờ, thế chắc là lag rồi. Ơ, như thế nào nhỉ? Không biết rồi. Ơ, sao không lên được ta? Cái này là... bám tường không dính mà ạ. Bơ, chứ này mới xin phép là... Ơ, bơ tên lửa bị rớt ở dưới rồi. Không lên được bạn. Cái này chắc là xin phép là dùng... dùng túi tên lửa rồi ạ. Này cũng chịu. Tự nhiên bên chưa bị lỗi mic kìa. Đang chưa bị lỗi mic bạn ạ. Cay thế nhỏ. Ok rồi. Rồi lên. Chú anh em ơi. Tôi kệ đi. Đang chưa bị lỗi mic mà tự nhiên thế anh em kêu là không nghe thấy gì. Nên bị lỗi mic rồi. Để đây nè. Để đây nè. Ok bạn ơi. Rồi. Nhưng mà chết... À! Tí rồi! Nhìn đâu ấy? Nhìn đâu ấy? Cái này à? Nhìn đâu ấy? Thế rồi, nhìn bên này chứ. À, đây. À, bên này đúng không? Ủa bồi! Bác này căng vậy! Bác này căng nha! Ôi dồi ôi. Ok bên ạ. Ok này. Ôi dồi. Ok. Xa thế nhở. Ôi. Bác phải xa vậy. Ây. Bác phải rớt nữa. Ôi dồi xong luôn. Rồi xong luôn lạc luôn. Không biết đâu luôn. Bên này nhở. Cái bơ, xin phép là xài ba lô tên lửa đó. Bên này có đường tránh nè. Trời ơi, có đường tránh nè. Trời ơi, biết thế mình đi đường tránh đấy rồi bơ ạ. Hóa ra là có đường tránh. Trời ơi. Mà quan trọng không biết tại sao mà mic bị lỗi kìa. Lạ ta. Để mic bị lỗi bạn ạ. Để mic trong phòng vẫn đang dùng bình thường thì mình lỗi. Mình cũng không biết vì sao bạn ạ. Anh em kêu là mic lỗi rồi, mày béo ơi. Dạ bụi, lên em ơi. Lên. Không biết, ai bị đây. Đừng tâm rơi hố nha, căng nha. Ok, rồi. Đó khá là hay nếu như cho thêm cái đánh survivor bạn ạ. Chúng áp nên cho đánh số level anh em. Để biết là chúng ta bơi nhảy đến level mấy bạn ạ. Nhưng cũng không biết là đang nhảy level mấy nữa. Đâu ấy, chết rồi thì đâu ấy. Ok. Chắc là đúng đường đấy. Chắc là không sai đâu. Tự nhiên hết lag rồi. Có chứ. Nào đây. Buôn sai đường rồi. Sai rồi, mình khai mời. Quay xe. Ủa, thủ gì đấy? Làm đây được rồi. Không biết mà anh đang bật mic này, lỗi game rồi. Anh đang bật nè, mà nó không nhận. Quay video vẫn bình thường do game đó. Mấy do game rồi, chịu. Ây! Xong luôn. Cho nên mình xin phép là bay. Xin phép bay rồi nhá. Ôi bố là lòng hoàng chết hở. Ôi bố ơi, nhìn này nó dày lên. Ôi bố ơi, nhiều phép bạn ơi. Ui dồi ôi. Cái level mình thì chưa bao giờ chịu. Mình chịu. Chỗ này xin phép một skip qua cho nhanh, cho nhàn. Ôi dồi ơi, ok. Đó, mệt quá. Không biết bao nhiêu level nè. Mình cũng không biết là bao nhiêu level à. Thôi kệ bước đi, chịu rồi. Chắc là do bị lắc lên thâm cái gì bạn ạ. Lên thâm lắc mấy rồi. Nè, chứ các bạn coi video này, đấy mình thu âm bình thường này, mình thu bình thường này, đó. Bụi lên. Ok bạn ơi. Mình thu âm với bình thường mà trong phòng không nghe được thì chịu bạn ạ. Lên. Ôi trời ơi. Mày quá mới lên kịp. Ôi cái map này quan trọng là không biết tìm đường nào ấy nhở. Đó, quan trọng là đường nó bị sai này. Mà không biết là do đường sai mà do mình chọn sai này với mình là chịu. À ba thật bạn ơi.
Ôi mấy đoạn đấy, cái map này nó có mấy đoạn tìm đường, mấy đoạn đấy phải phải chọn đúng đường này mà không biết là cái đường nào là đúng một hạ. Thôi mình đi bên này nữa, bên này có vẻ dễ mà nạ, không không cũng chả dễ lắm mà ơi, nó có dễ quái đâu. Thôi bên này nó còn căng mà nạ, nó cũng thế à. Ồ oh, thưa bấm tường nè, nó dễ quái đâu. Ok rồi, lên 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 rồi, chú bắp nên làm cả đánh số level nhá. Tôi cũng không biết là mình đang ở level mấy để biết là tâm lý sẵn, chuẩn bị sẵn. Ôi dài thế, ôi ôi đi chưa được một nửa bạn ạ. Ôi rồi ôi, nó lên thông đấy, nó lên thông đấy. Nếu mà mic hỏng thì cái quay video cũng bị hỏng được không đấy. Nếu mà mic hỏng thì quay video cũng bị hỏng mà. Chứ mà chỉ có trong game bị lỗi, mà ngoài mà bên ngoài bên tấm bình thường này chứng tỏ là có game rồi. Biết ở đâu, biết ở đâu. Đồ đang bắt cua chắc ba, đang bắt cua là còn chát chứ, đang cắm mặt nhảy chát bên gì ba. Trời ơi, vừa nhảy vừa chát à, what the hell. Magic à. Lên, tôi nói thử là ai nghe nào nghe được tôi nói bấm phím 4 được nào. Không ai bấm phím 4 cả bạn ạ, không ai bấm phím 4 cả, chắc là do mic mic trong game bị lag rồi. Không ai nghe thấy gì cả. Lên, ok bạn ơi. Vẫn đang chưa biết là hiện tại nhảy đến level bao nhiêu bạn ạ. Lên, lên, ok. Ê, chú này căng vậy. Tôi nên phải chọn đúng level mình nha, đây. Ok, ok. Lên, lên. Lên, lên, lên. Bên này có vẻ nhổ này. Đó, ôi, ông kia xài smart mà nhảy ghê vậy. Ây da, ok, à. Hình như là cái đường bên trái này đấy. Cái đường bên trái này là nó dễ hơn bạn ạ, đó. Đúng rồi, cái đường bên trái nó sẽ dễ hơn với đường bên kia bạn ạ. Oh. Ê, rồi dễ dữ chưa, dễ dữ chưa. Ôi rồi ôi. Oh, ok bạn ơi. Oh, cái đường bên trái là ok hơn này. Lên, 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 lên. Bên này, oh, ấy. Ok bạn ơi, sắp thắng rồi, sắp thắng rồi. Rồi rồi, đây rồi. Đã tìm thấy con đường bạn ạ. Rồi. Lên lên. Ủa, bỗng mặc sự áo không? Cái mũ bị sai này. Cái mũ bị xanh quá này. Cái mũ bị tôi màu hơi xanh quá. Đó. Cái áo mặc định rồi, cái áo để mặc định. Ôi, gì ấy? Khoan. Đường tránh, tránh luôn. Mấy bây giờ tránh luôn bạn ạ. Tránh luôn, chờ đợi cái gì nữa. Mình đi đường tránh thôi, mình chơi game nhẹ nhẹ. Ôi, rồi tránh giữ chứ, rồi tránh giữ chứ, rồi rồi nó tránh giữ chứ. À bên này à, okay, rồi tránh giữ chưa. Ôi rồi tránh giữ chưa, nó tránh đó, tránh. Ôi còn khá là xa nữa. Ôi rồi ôi. Ôi dồi ôi, anh bé đâu, anh bé đây này, đúng không? Anh bé đang ở level, không biết level nào bạn ạ. Ok bạn ơi. Tôi cái level này giống kiểu đi rồi vậy. Không, không. Nó chỉ hơi giống thôi, chỉ hơi giống với level cũ thôi. Ôi, còn tránh giữ chưa? Tránh giữ chưa hả? Vâng, hẳn là đường tránh mà. Tránh giữ chưa? Rồi tránh giữ chưa? Đó, bán lúc dưới, tránh giữ chưa? Ôi trời ơi. Đó, gọi là tránh nhưng mà cũng phải có tí kỹ năng nha. Đó, à, nè, bán lúc dưới, đó. Đó, ok chưa? Gọi là đường tránh nhưng mà cũng phải có một chút kỹ năng mà. Đó, chưa? Không nhảy bán lúc dưới thì cũng chịu luôn nha. Đấy, gọi là rồi là tránh giữ chưa? Ôi trời ơi. Hẳn là tránh luôn mà. Đó. Bạn nào mà không nhảy để bám tường bám lốc dưới thì cũng chịu nha. Đó. Hẳn là đường tránh luôn. Úi dồi. Đó 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 đó. Rồi tránh giữ chưa. Đó. Mùi bổ. Ôi. Ôi.
Mọi người xin phép nha. Đấy, thật ra là mình nhảy được. Mà tôi lười quá, tôi lười nhảy bạn ạ. Nhảy vẫn được thôi, bấm giới nhảy được. Mà tôi lười lắm. Tôi đang test map mà, đấy. Một vài chỗ đường tránh là nên xem xét lại nha. Ok. Bắt cuốn phi lên trên này. Lên. Ok. Lên tiếp. Bố này hay nhỉ. Bắt cua kiểu này hay chứ. Bậy lên. Lên. Rồi. Chưa. Bên này. Ôi, ôi. Còn khá là xa bên này. 40 level của cái map này mà khéo phải bằng nể nghiêm túc có khi bằng 100 level mà khác là bình thường ấy nhỉ. Đó. 40 level này mà khi bằng 100 level khác là chuyện bình thường bạn ơi. Mỗi một level nó gọi là siêu dài bạn ạ, gấp 3 ấy. Thì là hơn 100 level bạn ạ. Đó. Mỗi một level của map này bằng 3 level của map khác. Thế thì tương đương 40 level phải tầm khoảng là 120 level bạn ạ. Đó. Mà bây giờ mình cũng không biết là có phải là 40 level không vậy. Bây giờ nhảy mãi chưa xong bạn ơi. Ôi. 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 Uầy. Uầy. Thôi. Mấy lần này mình xin phép mình tránh là mình đi đường tránh nhá. Đó, này đi. Nó chưa bị dò đường nó lòng hoàng phết bạn ạ. Ôi. Ok này. Lên này. Lên này. Lên này, đó. Bay. Ok luôn. Bay. Có 40 level đó. 40 level đó. Bắp dài quá, 40 level đây. Mà 40 level đây là gì nữa. 40 level. Ê. Ôi giời ơi. Mắt này không có hồi máu. Trời ơi. Bắp này đâu cho hồi máu đâu. Ôi xong luôn đấy, nên cho tí hồi máu bạn ạ. Cái thế nào. Bác lại không có hồi máu bạn ạ. Ôi giời ôi. Thấy chưa, 40 level này có khi phải bằng 150 level vậy nào. Mình nghĩ 40 level này phải bằng 150 level bình thường bạn ạ. Đâu đơn giản, đâu đơn giản đâu. Ôi. Cầm bừng đây. Ôi giời ôi mì. Bác này lại không cho hồi máu. Rồi không. Lại bắt cua tìm đường luôn. Ôi dồi ôi. Vào đây, không nhảy được, ai nhảy được. Đó. Uầy, đi vòng vào đây. Đó. Rồi, xong luôn. Bên này à? Chắc bên này đúng không? Rồi, xong luôn. Rồi sao? Để đâu? Đây sao nhảy? Bên này sao nhảy? Rồi sao sao? Cần lời giải thích. Như nào? Nói hiểu. Cái map này có nhiều level nó bị. Nó khá là khoa đấy. Thật ra nhảy vẫn được. Thì mà mình đánh giá là liệu là cái map này nó có phù hợp để đông đảo người chơi hay không. Đó. Bà đánh giá là để tôi xem em đề cử bình luận như nào. Đó. Map này nó khá là. Ôi. Giờ sao? Như nào? Giờ sao? Qua lại chỗ kia. Đây thượng. Có những cái đường này coi như là không thể nào bởi nó phải có bên này với nhau. Đây. Có những cái level nó gọi là nó khá là phức tạp. Đó, nó phải chỉnh bên này. Thật ra biết là test là qua được. Biết là qua được nhưng mà để mà qua map này một cách nghiêm túc ý. Dành ra ít nhất là một tiếng. Chơi nghiêm túc cái map này một tiếng là ít các bạn ạ. Nếu mà map này mà chơi nghiêm túc đảm bảo là một tiếng luôn. Không dưới một tiếng các bạn ạ. Đó. Bắp này mà chơi một cách nghiêm túc với một người mới nha, với một người mới tải game lần đầu, không tính ông chủ map hay là không tính những cái người mà kiểu chơi lại vài lần đó. Nếu mà với những cái người mà đã mấy người mà tải game này lần đầu tiên đó, với những cái người mà chơi map này lần đầu tiên á, map này đảm bảo luôn không dưới một tiếng, thấy luôn. Chơi map này nghiêm túc không dưới một tiếng thì mới phá đạt được map này. Đó. Bây giờ tôi vừa chơi, tôi còn vừa dùng các thứ bạn ạ đó. Bay nhảy tùm lum mà đã mất còn gần nửa tiếng còn chưa xong này đó. Thì mình đảm bảo luôn chơi nghiêm túc từng level một với những người mới tải máy về nè. Đó gọi là có kỹ năng một chút. Thì khẳng định luôn map này không dưới một tiếng bạn ạ. Khá là căng đấy. Đó. Bực ghê đấy.
căn bước nha, bước căng ấy nha. Với những người kiểu như là trình độ bình thường ok là ấy, đó. Cái vừa nhảy vừa khám phá ấy, đó. Nó bảo luôn, không được 1 tiếng đâu mà còn chắc là mất là 40 level thôi. Ôi, chắc là map này 40 level không vậy? Ok. Ok. Cái này này. Đó. Map này map vừa parkour khó mà vừa parkour tìm đường bạn ạ. Đó, khá là căng đây. Map này không đơn giản như vậy đâu. Này, đường này đường lỗi này, phải đi bên này này. Đó. Phải tìm đường các bạn ơi, này những cái này này nó phải được chọn đúng đường chuẩn nha. Ô các bạn ơi, ô map này là gọi là cảm ơn đấy đó chưa, mình có tưởng 40 level mà dễ ăn nha. Đấy, 40 level cũng có 40 level giết, 40 level giáp hả, 40 level giữ chưa, ghê chua đó. Ok rồi, bậy lên, bậy nhảy nghiêm túc em, bèo chậm quá ok bèo chậm quá này, ok luôn, bậy đến đây chúng ta nhảy nghiêm túc nè, này bèo chậm quá này. Ok. Nó bỏ lom. Đó. Đấy bòi. Nhảy đi các men, nhảy đi các men. Đâu. Bậy. Ơi ạ. Ok mà này. Lên. Ây bà. Bậy à. Từ từ nha, bà, cái này để ship đi xung quanh này, thì ra là thế, ok bà ơi, rồi, bởi, vẫn còn à, map này vẫn còn này, không sao kiểu chả, ha, cái này cũng không ổn lắm nhỉ, thôi mở lại vậy. mở lại vậy chứ không phải quyển chuyển cũng hơi căng, hơi căng rồi đó, mở lại đấy. Ôi gì nhảy cao vậy, ôi chết ôi mà cái map này có chắc là 40 level không phải này, ôi mà ừ ha, bởi ừ có khi 40 level bằng 200 level bạn ạ, phải gấp 5 lần nữa chứ, mãi không xong rồi. Úi dồi ôi, tôi không nhìn thấy mấy điểm kia đâu bạn ạ. Cái mục kia không, này cũng khá là dễ. Mấy bạn này khá đơn giản, chỉ dài thôi bạn ơi, chỉ dài thôi, khá đơn giản. Ok rồi, tiếp hết rồi. Dài vậy. Ui dồi. Bên này mình bị lỗi rồi. Biết trong game bị lỗi à không? Chính là game bị lỗi rồi, biết không lỗi. Game bị lỗi rồi, bị ôi. Lên. Dâm thì xin phải nhảy lại nhá, chứ nhảy lại từ đầu nó xa lắm. Mic không lỗi, game lỗi. Đấy. Mic không lỗi, đấy, game lỗi. Đó. Mic lỗi thì làm sao mà quay video được đúng không đấy? Mic mà lỗi thì làm sao mà quay video được đúng không? Đấy. Cái gì phải rõ ràng. Ôi! Bị quá đau. Ok. Ok, ôi vẫn còn bạn ạ, à? Mừng lắm vậy. Ôi trời ơi, vẫn còn bạn ạ, à? Vẫn còn nữa mà. Rồi 40 level, giữ chưa?
Map này 40 level phải bằng 200 level map bình thường. Map này 40 level bằng 200 level bạn ạ. Căng đấy. Chứ gì nữa. Bằng tầm 200 level map bình thường bạn ạ. Thật chứ bóp này mà nhảy nghiêm túc nha, nhảy nghiêm túc rất nhảy lại từ đầu nữa các thứ nữa. Đói, với một người chơi có độ parkour trung bình đấy thì ít không dưới một tiếng, kiểu mày béo này. Kiểu mình mà nhảy bóp này nghiêm túc, lần đầu chơi mở ra tải về, nhảy bóp này đảm bảo luôn, không dưới một tiếng mà nạ. Đó, căng đấy. Bởi bên chưa ơ chưa win luôn bẩn. Ôi trời ơi bố ơi sầm sầm lô lô kem bố. Không sao tôi vẫn chơi được. À lên vào để giết, lên vào để nhanh. Ngắn bên ngắn, không phải giết mà ngắn, lên vào ngắn đó. Bố chọn là gần hết máu rồi nè. Ôi mày đâu ấy? Ủa gì đâu? Ủa đường nào? Ủa đường nào đấy? À phải đi thu thập quả cầu à? À level này là level phải đi thu thập mấy quả cầu bạn ạ. Hình như là thế. Ôi thử chút là căng nha. Ôi dồi ôi. Gì? Sao? Ủa? Nó không dùng được. Sao? Sao không dùng được? Thế nào? What? Mình bật cái vật phẩm này mà. Mình cũng không biết cái gì nhỉ? Không cái đi nhỉ? Chưa hiểu lắm bạn ạ. Chưa hiểu lắm. Nên mua thêm cái súng móc nữa, di chuyển cho mượt. Thêm một ba lô tên lửa đi. Chưa hiểu lắm bạn ạ. Tức là bấm nó không hiển thị gì, bấm nó không có thông báo gì cả bạn ạ. Bấm nó không hiển thị thông báo gì. Bên nào ta? Bây giờ không biết đi đường nào, bây giờ không phải bên này. Ok, để mở quả cầu à. À bên này mở cầu, ok bên này. Sao? Đây nè, mình hiểu là chúng ta phải đến từng đây này, đến từng nơi để phá quả bom. Đến đây à, hình như đây là một quấy rồi. Là chúng ta phải đến từng nơi để phá quả cầu đúng không? Đó. Là mình cũng không biết tại sao mình phá quả cầu không được bạn ạ. Đó. Hiện tại mình không biết tại sao là tôi phá quả cầu không được. Đó, đây. Đó. Đó, không có gì cả bạn ạ. Không có gì xảy ra cả đâu. Nói không? Đó, ok. Mong rằng bạn chú bác có thể giới thiệu lại cái đoạn level này nhé. Level này đang chưa rõ ràng lắm bạn ạ. Đó. Mình không biết nào nên gặp cái hướng dẫn ghi là phải làm cái gì, làm như nào đúng không? Chứ đây chưa biết làm gì bạn ạ. Bấm thì không phá quả cầu được. Ok. Mình chắc là video xin phép được kết thúc thôi bạn ạ. Level này thì nó chưa được rõ ràng lắm. Mình chưa hiểu gì đấy. Không hiểu gì lắm bạn ơi. Mong rằng chú bác có thể là chỉnh sửa lại cái level này. Đấy, thì hiện tại level này đang nó hơi bị khó hiểu tí. Đấy. Thì mong rằng chúng bác có thể điều chỉnh sửa lại cái level này các bạn nhé. Ok, thì video chắc là xin phép được kết thúc đấy thôi. Đấy, nên các bạn có cái đó gì muốn bé đâu mình nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới nha. Đây, mình đề cửa mã này được đấy. Mà cho ok mà level cuối nó không được rõ ràng lắm. Ok, sao có như thế. Nên mình đề cửa bên này cái mã này khá là chơi ổn nha, chơi ok phết đấy. Mà nên khắc phục lại cái level cuối. Tôi coi xem là mấy cái ông kia đề cử máy như nào để tôi xem là mấy ông kia đề cử máy nào nha. Thế nào, bản đồ sử hữu phong cách hoành tráng. Mấy ông này chắc chắn là chưa chưa hết mắt này, tôi đảm bảo khẳng định luôn.
Tôi bảo khẳng định luôn là mấy ông này chưa chơi hết map này. Nó nhiều khả năng là mấy ông này chưa chơi hết map. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi cũng chưa chắc lắm nhưng mà nhiều khả năng là chưa chơi hết map đâu. Nó không biết được. Bởi vì level cuối bị lôi bin như nào không biết này, level cuối còn chưa biết chơi như nào này đó. Còn chưa biết là sao phải thắng này đó. Không thấy ai đề cập gì đến level cuối. Đó, đấy. Tôi chưa thấy. Toàn được chủ yếu khen kiểu như là map chia đường. Xong rồi map là xong rồi nhiều level các thứ, độ khó trung bình. Chưa thấy bởi ghi như nào mà đấy. Này, cửa này là không ổn. Phải ghi phải chứng tỏ là chưa chơi hết map này. Đó. Này, phải ghi phải chuẩn xác cái này này. Đấy. Map từ lỗi à, từ cái này mình phải viết bên ngoài, mình copy lại, mình copy ra ngoài thôi. Bị lỗi là không hiển thị âm, mình chat nó không hiển thị ảnh, nó không hiển thị. Đấy, nó không hiển thị, nó bị lỗi hiển thị. Đó, nó kích phải mất luôn. Đấy, ok, mình sẽ sang bên ngoài mình copy lại vậy đã. Bạn để tí nha. Đây. Mình sẽ copy bên ngoài vào. Ok. Bác chơi map khá khó với những map trang trí rất đẹp đấy, đường parkour phong phú và đa dạng đấy. Sẽ khá khó với những bạn mới tập parkour đấy. Mặc dù là 40 level nhưng rất dài. Có thể tương đương ấy. Có thể tương đương với những map không nên ghi này. Mặc dù là 40 level nhưng rất dài. Ok nha. Nhưng rất dài đấy. Nếu chơi nghiêm túc không dùng vật phẩm phải mất khoảng 1 tiếng mới có thể phá đảo chấm level cuối chưa rõ ràng đấy, người chơi không biết cần phải làm gì để phá đảo. Mong chủ map sớm cập nhật thêm thêm. Người ta bình luận nó phải có tâm như này, nó phải chỉ ra biểu điểm như nào, đấy chậm. Chứ các ông cứ toàn khen, nhiều khi tôi đoán là mấy ông còn chưa hết map mà. Mà tôi nghĩ nhiều khi mấy ông còn chưa hết map ấy chứ, nó còn chưa biết level cuối mặt mũi như nào đấy. Nhiều khi chơi được vài level đầu mà nè, nó nhiều khi chơi thấy dài quá là nghỉ chứ, nó hoặc khi bay tùm lum mà nè, chơi phải một chuẩn chỉ thứ nó. Ok rồi, nhìn chung là map này chơi khá là ổn bạn ạ, các bạn có thể trải nghiệm thử bạn ạ. Rồi video chắc là xin phép được kết thúc thôi, các bạn có cái gì muốn mình bé là dù nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.